làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Benride. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Benride nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Câu chuyện ngày hôm nay là một cái câu chuyện do một cái chị cũng là một trong những người chứng kiến câu chuyện này gửi về. Thì những cái loạt chuyện gần đây á, là do đích thân cái người chứng kiến sự việc gửi về rất là nhiều. Và Tân sẽ ưu tiên kể những chuyện mà liên quan đến từng chị em chút xíu. Như là hai bạn nữ đi chung với nhau thì thấy bạn mình như thế nào á, thì kể lại. Thì câu chuyện ngày hôm nay á, là cái chị này cùng với bạn của mình đi Campuchia chơi, du lịch. Thì đối với chị này á, chị nói là nếu mà bỏ tiền ra mà đi các nước như là Thái Lan, Singapore hay là Malaysia gì đó thì nó mất thời gian và nó quá tốn kém. Trong khi đó là chỉ cần book cái vé rồi hai người qua Campuchia chơi, cũng mua được đồ này kia rồi shopping. Thì hai chị lần này đi lại khám phá những cái vùng, mà những cái vùng này là tương đối là nó không phải là dùng cho dành cho du lịch, mà nơi để mà như là nó bán những cái khô á, khô cá tra biển hồ rồi đó. Thì những ai mà thích ăn khô sẽ hiểu. Thì chỉ muốn đi những cái nơi giống như vậy là để mua những cái con cá phơi khô đó đúng tại cái nơi xuất xứ để mà về tặng cho những cái anh bạn nhậu. Nói chung là hai người này cũng là dạng giống như là coi làm ăn đó, là có bạn bè bên ngoài thì đàn ông mà, không? Nhiều khi nướng cá hay là chiên mấy con cá lên ăn nhậu. Thì hai cô này là bạn của những người đó, thì hay mua đồ về để mà một như là lấy lòng như bạn bè làm ăn với nhau, lấy lòng đi để mà mua. Thì muốn cái quà mình nó giá trị, chứ ở Việt Nam mua cũng được, cái mắc gì phải đi qua Campuchia. Nhưng mà để món quà giá trị thì hai cô muốn qua bên đó để mà mua rồi chụp hình lại, như là để làm bằng chứng cho mấy ông bên này là mình cũng dạng như là hiểu biết rồi đi đến tận cái nơi đó để mà mua, là tấm lòng dành cho các bạn của mình. Thì hai cái cô này mới đi qua bên Campuchia để mà một du lịch, hai là mua loại cá đó. Thì đến cái vùng đó thì hai cô này mới xảy ra tranh cãi với cái người bán. Nói chung là cái giá đưa ra là trên trời cắt cổ. Thì theo cái cô kể chuyện cho mình á, thì cái người bạn của cô này cãi rất là nhiều, là vì cái giá ở Việt Nam á thì nó khác giá Campuchia mà tại gốc, mà lại cao hơn gấp đôi, gấp ba lần. Thì cái cô bạn mới không chịu mua. Thì có xảy ra một chút xíu xô xát nhẹ, có nghĩa là cái người bán họ hung hãn quá, họ có tấn công cô này và bạn của cô này. Thì vì cái lợi thế về ngoại hình thì cái người bạn của cô này đẩy cái bà đó, bà té ngửa ra. Thì những người Campuchia xung quanh họ nhìn thấy, họ có tới, nhưng mà không phải là họ kiểu như là họ nhảy họ đánh, mà họ tới để họ can ra. Thì khi mà can ra thì bà này bà cứ xứng vô, bà cứ xứng vô người cô này. Thì khi bà xứng sâu vô trong người cô này, bà có chạm vô áo của cái cô bạn của cô này một cái, thì cô này lại đẩy bà ra. Thì mọi người né ra hết. Thì cái hành động đó là giống như là cô này cũng nghĩ rằng là quýnh lộn mà, hai bên phụ nữ đánh nhau thì thường bay vô giằn co xé áo nắm đầu rồi chuyện bình thường. Còn bà này chỉ bắt chỉ xứng vô thôi thì cũng nhẹ nhàng không sao. Thì cổ cũng cản bạn của cổ, cô đẩy bạn của mình ra, mới nói là mày không mua thì thôi, ở xứ lạ quê người, xứ của người ta, xảy ra chuyện gì thì mất công lắm. Thì hai người đó mới đẩy nhắc dìu nhau đi chỗ khác, thì lên xe để đi qua một cái chỗ khác để mà mua. Thì trong quá trình đó thì cô bạn bắt đầu cảm thấy mệt, khó thở. Mệt và khó thở thì cái cô này thì cũng nghe nói là dùng đất Campuchia rất là linh thiêng. Khi mà bạn qua bên đó, bạn mua đồ hay mà có chuyện gì đó mà người ta bỏ bùa bỏ ngải á, thì phải nói là rất là khó xử. Trong người phải luôn luôn có một hai tép tỏi để mà phòng bùa đó. Thì cô bạn, cái cô mà kể chuyện cho mình á,
lấy tép tỏi ra bỏ vô miệng bạn mình cho bạn mình nhai. Thì khi mà nhai một hồi á thì cái cô kia cô tỉnh thì cô nói thôi không có mua khô nữa, bây giờ đi tìm nhà hàng ăn đi, ăn cho nó vui chứ bây giờ mà đi mua khô nó tao bực lắm. Vô mắc công thấy người mà nước ngoài là nó bán giá cao này kia thì cô bạn nói rồi đi chơi là phải vui, lỡ xảy ra sự cố rồi thôi chứ đừng có cái kiểu mà nóng giận lên là như vậy. Thì đi ăn rồi cho vui, không mua cũng được, à đi về Việt Nam đãi mấy ông bạn nhậu một chầu là xong rồi, sẵn có câu chuyện hôm nay kể luôn, là đề tài kể luôn chứ không có chuyện gì mà phải giận. Thì bà kia bà chịu, cái cô bạn kia chịu, rồi đi ăn uống xong rồi cả hai bắt đầu đi về lại Việt Nam. Thì về Việt Nam á là bắt đầu hẹn mấy ông bạn ra nhậu, hẹn ra nhậu thì mới kể cái đề tài đó. Thì người thì nói là trời ơi em ơi, tụi anh đâu có cần mấy con cá đó đâu, đi vậy thì chi cho cực, đi chơi cho vui, mua về tụi anh làm gì, rồi cãi lộn đánh lộn có chuyện gì xảy ra mất công. Thì mấy cái ông mày giống như ông anh trong nhà vậy đó, nói là ông bạn mà coi nhau như anh em thân thiết thì cũng quý hai cô như là hai người em của mình. Thì cũng khuyên nói mốt qua xứ người là đừng có như vậy, Campuchia linh thiêng lắm, bỏ bùa cái là coi như xong đó. Thì hai cô nói bỏ gì đâu, thì lúc về em có chóng mặt chút xíu, may là con này có tép tỏi ăn vô rồi thì thôi không sao hết. Ừ, đi Campuchia nhớ mang theo tỏi bùa hộ mệnh đồ để đề phòng có chuyện gì xảy ra. Thì cái câu chuyện nó vẫn bình thường, nó chưa có gì là ghê rợn cho đến khi hai người này về nhà ở chung với nhau. Thì hai cô này là ở chung với nhau các bạn, cùng dưới quê lên mướn phòng, cùng lập nghiệp rồi đi ra ngoài làm ăn thì vẫn mướn nhà, chưa có tiền mua nhà đó. Ở chung một cái nhà trọ thôi, nhưng mà nhà không phải là kiểu mà nhà sinh viên, trọ sinh viên, mà cũng là dạng chung cư cao cấp đó, là cũng là gọi là đi mướn nhà mà nhà cũng sang, trong đời sống cũng ổn. Thì cái cô kể chuyện cho mình mới nói là đêm hôm đó về á là bắt đầu thấy trong nhà, có nghĩa là khi mà đi nhậu những ông anh nó về đó thì mở cửa vô rồi trong nhà nó rất là kỳ, cái không khí nó không giống như mọi khi. Mà nhà hai người này á nằm ở tầng 18 của cái chung cư cao cấp. Thì thường về đó là hai cô không bao giờ, trước khi đi ra khỏi nhà là không bao giờ đóng cửa sổ, để cho gió nó lùa lồng lộng vô, nó thổi bớt những cái mùi hôi trong nhà ra. Dù con gái con trai ở thì cũng sẽ có mùi thôi ha. Thì sáng mở cửa ra bớt cho gió nó thổi ra ngoài, nó lọc cái không khí. Thì cổ nói là cổ chọn cái tầng 18 á, là vì đơn giản là tầng nó cao, nhìn được cái view đẹp. Hai nữa là khi mở cửa sổ ra một cái là nó mát mẻ, không có cần máy lạnh đó. Thì khi về là cái mùi, có cái mùi nó rất là kỳ, nó không phải là mùi hôi theo cái kiểu mà xác chết như là những cái câu chuyện khác Tân kể, mà cái mùi cái cô này kia nói á, nó giống như cái mùi mà của cái củ riền đó, chứ cái như cái mùi củ riền, cái là cái mùi nó thơm. À, nhưng mà nó lại giống củ riền úng thì lại có cái mùi thơm thẩm riêng ha, nó cứ thoảng thoảng hai cái mùi đó liên tục như vậy. Thì không hiểu là tại sao là trong nhà lại có mùi đó. Thì cổ có nhiều người mới nói là chắc hôm nay đến cái mùa nào đó thì cái cây nó tiết ra cái mùi đó, chứ cũng không có gì. Thì hai cô cũng không để ý lắm. Thì khi về nhà thì cái cô mà bạn, cái cô mà cãi lộn đó, mới vô tắm. Thì khi vô tắm thì cổ mới nói là ủa sao bữa nay tóc của mày bạc mà nó rớt đầy trong phòng tắm vậy. Thì cái cô mà kể chuyện cho mình mới nói là tao có tắm đâu mà tóc rớt gì, coi chừng coi lại gì. Thì cả hai nhìn á, những cái nhúm lông nó ngắn ngắn vậy nè, nhìn thì giống như lông mèo, tại nó có những cái điểm bạc, nó vừa đen vừa bạc vừa xám, nó giống như lông mèo vậy đó. Thì hai cô nói ủa sao kỳ ta, không lẽ tầng 18 mà có mèo hoang nó vô. Tầng mình cao mà chung cư cao cấp nữa, nếu có mèo là mèo nuôi của nhà nào chứ không thể nào mèo hoang được. Thì cô nói thì cũng chắc là mình mở cửa sổ thường xuyên thì đôi khi á, là có mèo hay là gì đó nó vô. Thì đang trong nhà tắm nói chuyện thì nghe một cái bụp ở bên ngoài. Thì khi đi ra thì thấy một con quạ nó chết ở trong nhà, nó bay từ ngoài vô và nó đâm vô cái tường á, nó chết. Thì các bạn biết rồi, Sài Gòn này làm gì có quạ.
quả may Tân chưa bao giờ Tân sống ở cái đất Sài Gòn này mà Tân thấy đất Sài Gòn này có con quạ bao giờ hết trơn. Mà ở tầng 18 mà con quạ nó bay vô trong tới tận nhà mà đập đầu vô tường nó chết là biểu hiện rất ghê. Các bạn biết rồi, quạ là một loài rất là thông minh, nhưng quạ nó cũng tượng trưng cho một thế lực đen gì đó mà người ta rất là khó hiểu. Ở bên Malaysia khi Tân qua, Tân thấy quạ nó bay rất là nhiều. Tân nghĩ là người Malay họ coi quạ là bình thường. Nhưng mà ở Việt Nam, ở Sài Gòn, quạ nó không có. Tân chưa bao giờ thấy con quạ ở trên đất Việt hay là ở Sài Gòn. Thì hai cô này là người lần đầu tiên thấy. Thì bản thân cái cô kể chuyện cho mình cũng mới nói là bản thân cổ và người bạn cũng rất là hoang mang. Thứ nhất là phụ nữ sợ, thấy máu me sợ. Thứ hai thấy con quạ là cái điềm báo nó không hay. Cho nên là hai cô mới lấy cái bao ni lông bọc con quạ lại, rồi lau cái vết máu đó, thì bỏ con quạ vô một cái bao ni lông màu đen, xiết lại rồi quăng ra cái thùng rác chung của cái dãy chung cư đó. Thì quay trở về, thì trên cái đường mà quay trở về, tự nhiên nghe cái tiếng rít gió lòng lộng như tiếng cười của ai á, bắt đầu nó xảy ra xung quanh chung cư và một cái màu rất là u ám. Thì khi mà cái hai cô này quay trở về phòng của mình á, thì bắt đầu đóng cửa lại, thì cái thời gian lúc đó là tầm khoảng là 11:50. Tại vì sao không phải là 12 giờ mà là 11:50? Tại vì cái cô kể chuyện cho mình, cô khẳng định nếu mà ma quỷ á, thì phải 12 giờ nó mới phá. Nhưng mà 11:50 là còn 10 phút nữa là cổ đã bước vô trong nhà rồi. Mà trong nhà của cổ là có thần tài thổ địa, có ông táo và có thờ đầy đủ hết, thì không thể nào mà có ma quỷ được. Thì khi mà cổ vô trong nhà, cổ đang nói chuyện với người bạn đó là có bao giờ cái chuyến đi Campuchia đó tụi mình đụng đến bà đó là có chuyện gì xảy ra không, chứ sao bữa nay thấy kỳ vậy, trong nhà có những cái rất là kỳ. Thì cái người mà bạn của cô mà kể chuyện cho mình mới nói là bây giờ có kỳ hay không á thì cũng phải ngủ, ngày mai tao hỏi người, tao tìm thầy về coi thử coi như sao, chứ còn bây giờ á là đâu có biết đường đâu mà lường. Thì khi mà cả hai quyết định mở đèn chứ không tắt đèn, mở đèn vô phòng vẫn mở đèn để ngủ, thì vừa đứng lên thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Thì cả hai mới nhìn qua cái lỗ từ trong nhà mình nhìn ra ngoài hành lang thử coi ai, thì không thấy người đó. Thì trường hợp này các bạn nghe đến đây là biết rồi đó, là ma phá rồi. Mà nào giờ hai cô này là không hề gặp hiện tượng này, nhưng hôm nay gặp thì chắc chắn cái buổi gặp tại Campuchia cãi nhau đó đã có gì đó xảy ra. Thì hai cô mới sợ, hai cô sợ thì hai cô không mở cửa. Thì cái cô kể chuyện cho mình mới nói là thì cô này cũng hiểu về tâm linh, nếu như mở cửa thì là cái người đó sẽ đi vô trong nhà, còn mình không mở cửa thì cho quậy luôn, cho gõ sao cũng được không sao. Hai cô mới đóng hết tất cả cửa sổ lại, rồi sau đó là hai cô mới đi vô trong phòng của mình đó, thì mở đèn ngủ. Thì ngủ đến khoảng 3 giờ sáng thì cả hai cô đều cảm thấy khó ngủ lắm, tại vì tiếc các bạn mở đèn mà bạn trong cái giấc ngủ say bạn phải tắt, tại mắt bạn nó mỏi không chịu nổi. Thì cái cô mà bạn của cô kể chuyện cho mình mới nói là thôi thì tắt đèn đi chứ cũng chẳng có gì đâu, nhiều khi người hù người thôi chứ tao thấy cũng bình thường, thì giấc ngủ mà đang buồn ngủ quá nên tắt. Vừa tắt một cái cả hai cô đều nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế, nhưng người này ngồi rất kỳ, nhìn rất là rõ ràng người này chỉ có nửa người từ bụng trở lên đầu mà thôi, còn nửa người còn lại không có, mà đang ngồi nhìn hai cô này cười. Thì hai cô này hoảng quá mới cầm đại đồ chọi về cái hướng đó, thì bể cái cửa sổ của nhà người ta, bể cửa sổ nhà mình mà tại mình mướn cho nên thành nhà của người ta đó, thì bể ben cái thì cái miếng kiến á nó mới rớt từ tầng 18 xuống dưới cái sảnh. Thì bảo vệ mới nhìn lên, thì hai cô mới bật đèn lên thì la toáng lên, thì những nhà xung quanh họ chạy qua, thì bảo vệ lên, tại chung cư cao cấp mà, bảo vệ lên thì mới hỏi chuyện gì. Hai cô nói là thấy trường hợp như vậy. Thì bảo vệ và những người xung quanh người ta nghĩ hai cô này là nằm mơ, là bị quán gà, là mơ. Giống như là một cô thì hét lên thì cô kia sợ quá chọi bể kiến thì lập cái biên bản.
đó lập biên bản và bảo vệ giúp hai cô đó đó là lấy tờ báo để mà dán cái kiến nó lại và dán băng keo xung quanh. Hai cô đêm đó không dám ngủ. Thứ nhất là quê với hàng xóm, thứ hai là mình bị lập biên bản, thứ ba là quá sợ ma tại thấy rõ ràng một người đàn ông chỉ có nửa người. Thì hai cô mới gọi điện cho một người bạn ở gần đó và nói là có tiện không nếu như hai cô qua đó ngủ. Thì người bạn nói ok, bây giờ qua đi cũng khuya rồi, qua đây đi, ta đợi cửa. Thì hai cô mới vô mà không dám tắt đèn. Thì khi đi ra, đi xuống hành lang và đi vô cái thang máy, thì hai cô mới ấn nút xuống dưới tầng G để mà kêu xe. Thì trên đường xuống tầng G, nhìn vô trong cái kiến thang máy, thì các bạn biết thang máy có một số nơi để bạn có thể nhìn thấy được mình trong kiến. Thì khi mà nhìn vô như vậy á, thì thang máy nó mở ra ở tầng G đó, thì hai cô thấy rất rõ trong kiến có hình ảnh một người đàn ông chỉ có nửa người thôi, nhưng mà lần này nhìn rõ ràng hơn. Người đàn ông này rất là ghê và da màu tím, mà cái con mắt giống như bị lòi ra vậy đó, mà tóc tai nhìn gớm lắm, mà chỉ có nửa người, thấy cả ruột, thấy một phần ruột đó ở trong cái kiến rất là lẹ. Nó thoáng qua một cái thôi, hai cô tung cửa chạy ra ngoài. Thì một lần nữa bảo vệ họ hỏi chuyện gì thì hai cô nói tôn tôn chuyện hết, nhảy lên xe. Thì bảo vệ đi vô kiểm tra thang máy và lên trên tầng của các cô đó kiểm tra một lần nữa. Tại vì sau cái sự việc đó là bảo vệ phải lên kiểm tra lại hai cô này có hiện tượng lạ gì hay không. Thì khi qua nhà bạn mình ngủ á, là cả ba không dám ngủ, là kể cho cái cô bạn kia nghe nữa là thấy một người đàn ông như vậy trong nhà, rồi kể lại cái sự tình ở bên Campuchia cãi lộn như thế nào, rồi về đây bắt đầu thấy như sao, thì kể lại hết. Thì cái cô bạn thứ ba mới nói là nhà tao á, thì có thờ Quan Công đó, thấy cái tượng Quan Công để trước nhà không, thì ba tao có thờ quan Nhị Ca, cho nên là tụi bay đừng có sợ, ma quỷ nào cũng không dám vô đó, tại vì Quan Nhị Ca đã chứng cửa là không dám vô. Thì Tân tin chuyện đó, tại vì nhà Tân cũng thờ Quan Nhị Ca, tại Quan Nhị Ca là một vị tướng, một vị thánh đó. Thì đêm hôm đó là rất là êm yên bình, nhưng mà cảm giác của cái cô mà kể chuyện cho mình á, cô nói cảm giác rất rõ rệt là ở trong nhà thì rất yên bình, nhưng mà nhìn ra ngoài đường có một cảm giác âm u lạnh lẽo ghê gớm lắm. Thì sáng hôm sau hai cô này đều xin nghỉ luôn và đi qua gặp một cái bà, bà này là bà thầy pháp ở trong quận 5. Thì hai bà này mới, hai cái cô này mới mời bà này về chung cư. Thì khi về chung cư á, thì khi lên trên nhà đó, bà mới nói là hôm bữa đi qua Cam á, cãi lộn đó, là cái áo khoác mà bận á, mà cái bà kia bà xứng tới á, là cái áo nào đó. Thì lúc này á, là cô kia mới đem trong cái thùng máy giặt ra cái áo đó. Thì bà mới vuốt cái áo một hồi á, bà mới chụp vô tay một cái, bà chụp lên tay một cái. Thì hai cô cũng không hiểu chuyện gì, nhưng mà khi bà bỏ vô cái hũ là một cái miếng xương rất là nhỏ, một cái miếng xương rất là nhỏ giống như cái miếng răng mẻ thôi, cái ben vô cái hũ một cái. Thì bà mới nói rồi để tôi trừ, bây giờ hai cô đi ra ngoài đi. Hai cô kêu người lên giá lại, làm lại cái kiến mà hay bị bể đó, tại trong nhà mà bị bể mà dán báo á là rất là xui đó. Một phần nữa là một khi bị như vậy đó là hồn ma bóng quế á, ở nơi khác nó vô nó trú nữa, chứ không có phải đơn giản là hả chỉ có con ma đó không đâu. Thì hai cô mới liên hệ bảo vệ lên để làm, kêu người tới làm cái kiến. Khi làm kiến xong hết rồi đó, thì bà thầy pháp mới bày bàn ra cúng. Khi bày bàn ra cúng á, bà ngồi bà nói chuyện, thì bà để một cái tượng con nít lên. Thì Tân nghĩ rằng là đó là quỷ nhi của bà đó, để mà khiển nói chuyện với cái hồn kia đó. Thì bà làm một phép một hồi á, thì bà nói bà trừ xong rồi đó, bà bỏ cái con quỷ đó vô trong hũ. Thì hai cô mới hỏi là cái này là sao. Thì bà mới nói là thứ nhất á, là qua bên đó cãi lộn với nhau là không được. Thứ hai á, là cái bà mà bán cái khô đó, khô cá đó, bà bỏ vô người á, là cái mảnh xương của một cái người, cái người này là bị chết, là do bị đứt rớt cái chốt lựu đạn, giống như là lính Pol Pot Campuchia ngày xưa á, thì bị rớt chốt lựu đạn cho nên bị nổ banh xác, chỉ còn có nửa người thôi. Thì bà này là giống như là ngày xưa bà là cái người đã
chôn cất hoặc là biết cái chỗ chôn cất của cái người này. Cho nên bà tới bà làm bùa để ai mà đụng đến bà, ai mà hại bà thì bà bỏ cái một phần mảnh xương của ông này vô đó, bà làm chú ở trong đó, và cái hồn đó sẽ đi về nhà. Và hàng đêm coi như là làm cho cái người mà hại á, hại cái người mà coi như là bà muốn bỏ bùa đó, là thức kinh hồn vía, mà dần dần sẽ bị điên luôn. Tại vì nếu nhìn cái hình ảnh nó nhiều quá, nếu nhìn hình ảnh ma quỷ nhiều quá mà trong tình trạng ghê rợn, lòi ruột như vậy á, là thần kinh bạn sẽ không có ổn. Và bạn sẽ bị gọi là thần kinh bạn có vấn đề á, là bị điên. Thì rất may là hai cô là phước lớn. Một phần nữa trong nhà hai cô có thần tài thổ địa, đó là cũng là ngăn chặn một phần. Tại vì do hai cô mang cái ông này vô nhà, cho nên là thần tài thổ địa không có cản lại được. Nhưng mà nếu như mà muốn an toàn á, thì đằng trước nên thờ một vị thần giữ cửa. Giống như người Hoa đằng trước họ có cái đền thờ cắm cây nhang ở ngoài đó, đó, để thờ một vị thần giữ cửa và dán trên cửa, để sau này nếu như có trường hợp như vậy, bước vô nhà người ta vẫn cản lại bên ngoài, không có chuyện gì xảy ra. Đó, thì cái con ma mà cái bà thì cái bà bên Campuchia bà bỏ vô hai cô này á, tân nghĩ là một người lính đó, thì ổng nói với cái bà thầy pháp á, ổng chết là do một lần ổng keo trái lựu đạn ở trên hông á, ổng nhảy từ trên xe xuống, thì bạn lính mà khi mà di chuyển nhảy từ trên xe xuống thì rớt cái chốt nổ, và không những ổng chết, những đồng đội và tụi bên boss đó cũng chết chung luôn đó. Thì chính vì vậy mà cái hồn của ổng nằm ở đó. Thì người ta chôn, thì trong lúc chôn có lẽ là bà này hoặc là ba mẹ của bà này gì đó biết cái chỗ chôn đó, cho nên là tới lấy xác làm bùa để mà có quỷ mà đi hại người. Thì Campuchia nhiều lắm bạn, Campuchia, Thái Lan nhiều lắm. Bạn đi tới đó bạn phải tôn trọng dùng đức linh thiêng đó, chứ bạn đừng có giỡn chơi mà cãi lộn, bạn mua không mua thôi, chứ đừng có trả giá hay là cái kiểu mà nói chuyện ủa sao mắc vậy, à, này kia bán vậy này nọ, là chút nữa có chuyện. Và không phải chỉ riêng cái cô trong chuyện này đâu, bạn bè Tân cũng đã từng bị rồi hả, đã từng bị rồi, qua Campuchia nói tiếng trước tiếng sau móc 100 đô ra đưa, xong rồi đi về tới khách sạn mới biết là mình đã đưa 100 đô. Ghê lắm, chứ không phải đơn giản đâu nha, có mang tỏi mang hành theo luôn đó mà vẫn bị. Thì Tân nghĩ cô này đó là vô tình gặp một cái chuyện tâm linh thôi hả, đến cái duyên cái nghiệp rồi, qua bên bển cãi nhau cái vô tình bị bỏ bùa, bị bà này phù chú một cái linh hồn hả, một linh hồn cái người bon bót mà bị nổ nửa người hả, quá là ghê rợn. Thì các bạn nghĩ sao về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân bình luận bên dưới, nếu thích thì like, share, subscribe để kênh Tân ngày càng phát triển hơn nha. Khi kể câu chuyện này thì kênh được 69.000 người subscribe rồi, đang đợi 100.000 người subscribe. Rất mong các bạn ủng hộ Tân trong thời gian sắp tới. Những ai mới vừa nghe kênh thì ủng hộ giùm Tân để kênh ngày càng phát triển hơn nha các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn 5 giờ chiều ngày mai nha. Bye bye.